cái chương trình pathway hay còn gọi là các chương trình dự bị khi mà đi học ở bên Anh, không phải là chương trình dành cho những bạn mà chưa đủ điều kiện. Đây là chương trình gọi là chương trình xây dựng những cái bước nền tảng cho các bạn sinh viên quốc tế trước khi đi qua đi học bên Anh. Thứ nhất, nếu mà các bạn học xong lớp 11 ở Việt Nam thì mình có thể đi qua học chương trình là International Foundation hay còn gọi là chương trình dự bị quốc tế. Khi mà các em học xong chương trình này trong vòng 1 năm thì sau đó các bạn sẽ bước vào chương trình học đại học 3 năm. Còn nếu mà bạn nào học xong lớp 12 ở Việt Nam thì các bạn sẽ có hai chương trình để có thể theo học ở bên Anh. Đó là chương trình International Foundation là dự bị đại học, học xong thì vào học 3 năm đại học. Các em cũng có thể chọn chương trình là International U1, có nghĩa là dự bị tương đương năm nhất đại học. Sau khi học xong chương trình này thì các em sẽ bước vào học năm 2 và năm 3 của chương trình đại học. Hoặc có một chương trình nữa, đó là chương trình Pre-Master, là chương trình dự bị thạc sĩ, mà có thể nói là một chương trình rất là hay ở bên Anh dành cho những bạn mà học xong chương trình đại học ở Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì các bạn muốn qua bên Anh học chương trình thạc sĩ nhưng trái chuyên ngành, hoặc là điểm của mình tốt nghiệp đại học có thể là chưa đủ đáp ứng được vào những trường đại học mà có bảng xếp hạng cao. Chương trình dự bị ở bên Anh là một chương trình rất là đặc sắc và là chương trình rất là hay, vì các bạn sẽ được xây dựng kỹ năng tiếng Anh để đảm bảo được những kỹ năng nghe nói đọc viết và dạy cho các bạn những kỹ năng học ở bậc đại học cũng như là sự tự tin khi bước vào giảng đường đại học.